Sáng nay ngày 19 tháng 9 năm 2017, phóng sự Hương Sắc Đô Sinh có đến thăm vườn cảnh hoa anh đào của anh Vũ Mạnh Hào. Địa chỉ vườn cảnh là khu trại gà Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đến với vườn cảnh Hương Sắc Đô Sinh để ý đến một tác phẩm mà là một tác phẩm độc lạ trong giới sinh vật cảnh Việt Nam. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm độc lạ này qua sự giới thiệu của chủ nhân tác phẩm. Em chào anh Hào nhá. Chào Đỗ Sinh. Vâng. Em muốn anh chia sẻ với những người yêu bonsai trên cả nước cái tác phẩm rất độc lạ này, em chưa gặp bao giờ anh ạ. Đây là tác phẩm Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa. Tên đúng là Phượng Hoàng Lửa. Vâng. Hoa khi nó ra hoa ấy, thì cái hoa này giống như cánh phượng, vâng, màu đỏ rực. Vâng. Bay trên trời. Cho nên ta gọi đây là Phượng Hoàng Lửa. Vâng. Và cái cây cảnh Phượng Hoàng Lửa này là nó có dáng là long cuốn thủy. Và cây này có một cái thời gian rất là lâu, tuổi thọ rất là lâu, bởi vì trên cây nó thể hiện ra các cái u biếu. Vâng. Và các anh nhìn là các cái u biếu của nó nổi lên. Đây là cái u biếu, chỉ có thời gian nó mới tạo ra được cái u biếu này. Và hiện nay trong giới chơi cây của Việt Nam ấy, là tôi chưa thấy ai chơi cái cây Phượng Hoàng Lửa này. Vâng. Và đây là một cái lần tình cờ tôi được một người bạn ngẫu nhiên giới thiệu cho tôi cây này. Và anh em chúng tôi giao lưu bằng cách là đổi cây cho nhau. Đấy. Thì đây là một cái tác phẩm tôi cho rằng là rất là độc đáo. Và hiện nay là chưa đến mùa. Thông thường cây Phượng Hoàng Lửa này một năm là ra hai mùa hoa. Vâng. Và hoa màu đỏ, giống như ta gọi là mình cái tên cái chầu cánh phượng như nào ấy, thì cái hoa này nó cũng đỏ, nó cũng giống như cái cánh phượng. Vâng. Và nó đỏ rực. Vâng. Cho gọi là Phượng Hoàng Lửa. Vâng. Thế là cái thời gian mà vào cây này ra hoa là vào thời điểm nào anh? Cây này ra hoa vào thời điểm tháng 4 và tháng 9. Vâng. Anh ạ. Tháng 4, tháng 9 theo âm lịch ạ. Qua thời điểm của nó rồi. Vâng. Tháng 9 dương lịch. Dương lịch. Vậy thì là đầu năm và tận dịp mùa hang. Vậy là hôm nay phóng sự Hương Sắc Đô Sinh đến chia sẻ cái cây Phượng Hoàng Lửa này thì là qua mùa hoa rồi. Qua mùa hoa của nó. Vâng. Rồi. Vậy phải tháng 4 sang năm. Vâng. Vâng. Thì hy vọng rằng là có dịp anh đến đây, anh sẽ xem cái cây này nó trổ hoa. Vâng, chúng ta vừa mới được anh Vũ Mạnh Hào giới thiệu với những người yêu bonsai trên cả nước một tác phẩm cây Phượng Hoàng Lửa. Cây Phượng Hoàng Lửa có cái tuổi đời tương đối cao, căn cứ vào những cái màu da mốc và u biếu lên rất nhiều. Dáng long quấn thủy chúng ta đã tưởng tượng là nhìn tổng thể của cái dáng vóc cây như một con rồng lao xuống. Đấy. Tay cành của cây Phượng Hoàng Lửa nó không thể chia tán cân đối và đẹp được như những cái cây xanh si đa đề. Thế nhưng mà với dáng vóc của Phượng Hoàng Lửa này, chúng ta đã được chiêm ngưỡng một tác phẩm độc lạ mà lần đầu tiên phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh gặp một tác phẩm cây cảnh nghệ thuật như thế này. Đấy. Mời các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng một cái hình ảnh tổng thể của nó. Có một anh bạn mà chuyên về phong thủy anh ạ. Vâng. Anh bảo là khi mình đặt một cái cây như thế này thì có nghĩa là chủ nhân là rất cởi mở. Vâng. Với khách đến thăm. Khi mà nhìn thấy một cái cây nó theo cái hình uốn lượn như thế này, có nghĩa là khách vào đây luôn luôn được chào đón trong cái vườn này. Vâng. Có một cái cậu về phong thủy nó nói với tôi như thế. Vâng. Đó là cũng cái điều tâm sự riêng. Vâng. Mà anh Vũ Mạnh Hào vừa với tâm sự với chúng ta. Cảm ơn anh đã chia sẻ với những người yêu bonsai trên cả nước với kênh Hương Sắc Đô Sinh một tác phẩm cây hoa Phượng Hoàng Lửa. Vâng, cảm ơn anh nhé. Đến tác phẩm thứ hai anh Vũ Mạnh Hào muốn chia sẻ với Hương Sắc Đô Sinh và các bạn một tác phẩm cây nhội ạ. Cây nhội. Vâng. Xin giới thiệu với anh Đô Sinh
là cây nhội này là có tuổi tính đến nay là trên 300 năm. Vâng. Và cây nhội này gốc của nó tại Thạch Thất, Sơn Tây. Và khi tôi đưa cây nhội này về vườn cảnh anh Đào là tính đến thời điểm này, từ năm 99 ấy, tính thời điểm này là 18 năm. Vâng. Và tôi đã duy trì cái cây này trong suốt cái 18 năm đó. Và đây có thể nói là một cây rất là độc đáo. Có khách hàng đã đến đây trả tôi 2 tỷ rưỡi mà tôi không bán. Vâng. Bởi vì cây này hiện nay rất độc và nó u biếu rồi nó lũa như thế này. Và cây nhội này anh ạ, nó chính là cây thuốc như anh nói đấy. Vâng. Cây này ở vùng dân tộc người ta gọi đây là cây phất lộc. Cây phất lộc. Phất lộc. Phất lộc. Vâng. Còn ở vùng Bình Định thì một ông chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của Bình Định là anh Trần Trung, anh nói là nhà nào mà có được cây nhội này ở trong nhà thì trong gia đình ấy cả có người được tuổi thọ. Vâng. Bởi vì cây này nó có khả năng nhả oxy gấp hàng trăm lần các cây khác. Nếu như anh đang mệt mỏi, anh ngồi ở dưới gốc cây này là anh cảm thấy người tinh thần sảng khoái. Vâng. Thoải mái. Và nó là gọi là tăng tuổi thọ. Và nếu như về phong thủy ở bên Trung Quốc anh ạ, thì ở cổng của các công ty lớn ấy, bao giờ người ta cũng trồng cây nhội này. Vâng. Để người ta đón lộc. Và lá cây nhội này anh ạ, những cái lá này ăn chua chua chát chát, và ăn làm gỏi, ăn với lại thịt, ăn với lại gỏi cá rất phù hợp. À đấy, một cái đặc biệt đấy. Rất là đặc biệt. Vâng. Ngon hơn là ăn với lại lá sung. Lá sung, lá lục vừng. Vâng. Cái này ngon hơn rất nhiều. Anh ăn nó chua chua chát chát. Tí nữa anh muốn ăn thử xem. Quấn với nem thính đấy. Quấn với nem thính. Vâng. Cái này là tuyệt vời luôn. Vâng vâng. Chúng ta rất cảm ơn anh Vũ Mạnh Hào vừa rồi đã chia sẻ với chúng ta tác phẩm cây nhội. Theo cái hình dáng của cái thân bệ cây nhội này, không biết anh Vũ Mạnh Hào có nhận xét gì không, nhưng mà theo hương sắc đỗ sinh thì nó là rất giống một chú tuần lộc. Vâng. Rất là tuyệt vời. Tuần lộc có nghĩa là đem lộc về. Vâng, đây chúng ta đứng lấy hình ảnh một tí trọn vẹn hơn cái thân bệ như thế này. Tất nhiên là cây nhội này nói về tay tán thì không thể như là xanh si đa đề được. Nó là một cây thuốc và cũng là một cây lấy lá để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Cái đó là cái đặc biệt của cây nhội. Mà trong cái tạp chí của siêu tầm của sinh vật cảnh Việt Nam Hương sắc đỗ sinh hôm nay gặp lần đầu tiên, đó là cây nhội. Tại vườn hoa anh đào này, vườn cảnh anh đào thì được sứ giới thiệu của anh Hào, chúng tôi có được biết là có rất nhiều những cây có tác dụng trong đời sống hàng ngày, là cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây làm thuốc. Cũng rất may là hôm nay đến đây có anh Hào ở nhà để trực tiếp anh chia sẻ với chúng ta những cái tác phẩm độc lạ trên sân vườn của vườn cảnh hoa anh đào. Vì thời tiết nắng rất lớn cho nên là cũng có ít phần ảnh hưởng đến cái hình ảnh của những cái tác phẩm, nhưng không sao, bởi vì đây không phải là tác phẩm bonsai mà làm tay tán, làm thân bệ hoàn chỉnh để nó có cái nét đẹp bonsai, mà tác phẩm này đã là tác phẩm bonsai nhưng nó là nét đẹp của những cái tác phẩm độc lạ, của tác phẩm là đa ích cho cuộc sống con người, chứ không phải là chỉ để chơi để ngắm, còn làm thuốc, còn sử dụng được hàng ngày. Đó là cái đáng quý nhất mà chúng ta phải trân trọng. Tác phẩm thứ ba mà anh Vũ Mạnh Hào giới thiệu với chúng ta đó là tác phẩm cây xoài anh nhỉ? Đứng nào đứng đây đứng. Được rồi, anh cứ đứng thế thôi. Đứng đây được không? Vâng. Anh có đây, tâm. Đây là một cây xoài. Vâng. Cây xoài thế. Cây xoài này nếu mà nói lịch sử thì cây xoài này là tôi mua của ông Ngọ. Nguyễn Văn Ngọ. Ông Ngọ Đồng Trúc đấy. Ông Ngọ Đồng Trúc. Vâng. Và mua từ năm 99. Anh ạ. 99, như vậy là 18 năm. Và lúc đó ấy, cây xoài này nó là chỉ là một cây bình thường thôi. Vâng. Và tôi sửa trong 18 năm ấy nó tạo thành một cái cây xoài thế như thế này. Và có thể nói là gốc của nó rất là cổ quái. Và vâng. Nó uốn lượn.
nó vặn rất là khủng. Và đến mùa ấy là có những năm cây xoài này nó cho ra trên 100 quả, coi là chúc chịu luôn, rất sai quả. Thì đây là một cây ăn quả mà tôi cho rằng là tôi cũng nuôi từ rất nhiều năm và cũng rất thích. Cái này có một thời điểm có những khách hàng trả tôi cả trên 100 triệu nhưng tôi không bán. Vâng. Bởi vì mình thích để chơi. Và hiện nay thì tôi cũng đang phát triển cái dòng xoài này rất nhiều, ra các cái loại cây khác và cũng tạo ra những dáng thế khác nhau. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Qua cái hình ảnh của tác phẩm xoài bonsai, chúng ta cảm thấy rất là thoải mái khi đến thăm vườn cảnh Hoa Anh Đào. Bởi vì những tác phẩm cây xoài bonsai như thế này, nó tên tuổi của cây xoài thì là chuyện bình thường thôi, nó rất là quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng mà cái độc lạ và cái mà đáng để nói đến đó là một tác phẩm bonsai là cây xoài nhưng có một cái thân, có một giá trị nghệ thuật rất cao, đó là thân quái. Đường chuyển mình của tác phẩm rất là kỳ quặc, chứ không đơn thuần là một cây cao bóng cả, là cây xoài. Đây, những cái điểm nhấn, những cái vị trí chuyển mình của thân cành. Tôi nghĩ là ngoài tác dụng ăn quả ra, cây này là một tác phẩm bonsai rất điển hình ở cái điểm nhấn nghệ thuật